Hai, mến chào cả nhà. Hôm nay ra anh xin cắt tóc. Cắt tóc thì sẵn ăn cơm ké luôn. Đó, cả nhà xưa giờ nghe cá lau kiến, có biết cá lau kiến là cái gì chưa? Để mình quay cả nhà coi nha. Chị Tiền đang gọi là hầm xả. Đây, đây. Cái này em qua đi ra đây rồi người ta có cho được ít cái lau kiến cả nhà, về mình hầm xả. Mà em qua lại ăn cơm với cá này ngon, nó ngon lắm nè, béo lắm cả nhà. Nó mình biết cách làm mà nó hết tanh. Hôm nay ra hớt tóc miễn phí mà còn cơm ké nữa, quá tuyệt vời. Tại nó ăn cá lau kiến nha, cái trứng chết đâu khỏi đâu. Nè cái trứng này đúng là cá trứng cá lau kiến nè. Còn con bé kia trên mạng là nó không biết là nó đi vớt tầm bậy á. Thì nó mới chết. Đúng rồi. Chứ cá lau kiến này cá này là cá đồng hả, cá chê đồng kho tiêu như thế nè. Cá này chấm nước mắm nè. Cái này gắt ở đây để mình gắt nha. Trời mưa lớn quá, ở nhà thông cảm nha. Hầm xả ướt thơm ngọt. Trời thơm. Cái này gì đây? Hầm tráng, uống với rau. Chị ăn tiểu đường cho nên là chị ăn bảy bạ, biết gì không. Ok. Bữa nào có con rau gì đó. Trời mưa đó, bụng ăn cá chê kho tiêu, cái này là đúng bài rồi. Đơn giản mà ngon. Mưa lớn quá cả nhà ơi. Mưa lớn quá, hơi ồn cả nhà thông cảm nha. Nay ra chị Tiền mà ăn gạo lứt nè cả nhà. Gạo lứt, cá chê kho. Gạo tím mâm nha. Cá là cá lau kiến nè. Hồi xưa cá lau kiến ít ai ăn lắm. Nhưng mà bây giờ lại thịnh hành cả nhà. Giờ là ta bắt ta ăn dữ lắm. Cái nó ăn chữa bệnh gì mà không biết mất. Tiểu đường. Wow. Muốn ăn tiểu đường. Mà giờ mình biết này, mình hầm xả ăn cho nó ngon, nó mềm hơn. Thì ăn bún bánh tráng, bún rau, riêng miếng đậu hũ với miếng thịt. Tiểu đường ăn dễ lắm. Ê, tiểu đường người ta ăn cá lóc, cá chê đâu chị? Đúng rồi, cá gì ăn được hết. Mà mình kiêng cái chất bột, gạo thôi. Cho nên là lâu lâu thì là chị nó ăn cơm trắng đừng để chéo. Kệ bệnh mình gán mình ăn rau rồi cũng no hả? Đúng rồi. Cố lên. Sư chị Tiền biết cầu nguyện, mình đâu biết cầu nguyện đâu. Cho nên là không cầu. Đúng rồi nè, thông báo nè. Đây sư phụ đây. Hello cả nhà nha. Mới nay mới cắt tóc sư phụ xong đấy. Rủ em qua ra ăn cá lau kiến. Cá lau kiến này là ông anh bên công trình ảnh đánh lưới được á, cho. Như là cá chê, kho kho tiêu. Sáng cho mày tấm con vậy. Nên mà mời cả nhà ăn cơm nha. Cơm với gạo lau kiến, gạo lứt cả nhà. Đừng có nhai nước nữa nè, nhai nước gạo lứt quá. Bây giờ mình ăn cái này đi. View cái cho cả nhà xem nha. View cái cá trước đi. Nãy à, nó nói vậy đó. Hai bên hông có thịt không? Cái là kiến ngon lắm. Mà cả nhà ăn cơm trưa hay gia đình mình nha. Ừ, ngon kìa. Hôm nay mình cũng bị tiểu đường cả nhà ơi. Cho nên là mình lúc có ăn cơm, mình ăn lặt vặt vậy đó. Ăn rau, ăn cá, ăn canh, ăn gỏi cuốn, rồi bị bạ vậy thôi. Cho nên hôm nay em qua quá hết tóc qua cả nhà giờ có đẹp trai không? Trai là trẻ hơn 5 tuổi rồi. Mình ăn cơm cá là kiến nè, cả nhà với dao mình thấy nha. Mình chỉ ăn cái thịt nạc với gì giữa thôi, cái hai bên này là xương mình phải gỡ ra nè. Anh nào thấy cục thịt nạc không? Cục thịt nạc có lòng kiến đó. Nè, em quay đây nè, quay nè. Nè, quay nè. Nhìn thấy nó bự vậy chứ mình cũng bỏ xung quanh cũng hết rồi cả nhà. Nó chỉ có bề thịt nạc thôi, mình dỡ lên vậy là cái sần dành mình bỏ rồi. Chân khoái ăn đầu lắm. Nhưng mình thích cái đầu. Bao nhiêu cái đầu trốn hết đi. Thịt của tôi, thịt đi đôi của tôi. Thế hầm tới 4 mình con, hai anh em ăn trả. Mà cái nhà anh có là kiến với gia đình nghe. Ok, ok. Ở trên mạng không biết ăn thì nó nói ăn trứng cá kia nó chết. Chứ là cá, sự thật là cá là kiến đâu có gì đâu chết. Đúng như trứng mấy trứng cá khác thôi có đâu. Hồi xưa anh đi hớt tóc dạo cái này, ông này ông dân dính nước cho dùng lau kiến á. Ông nói chuyện lời. Nó cá mập. Tao dính cá mập. Không, mà xưa đâu biết cá này đâu. Lúc dưới quê miền Tây mình thấy cá này sợ chị lắm. Về nói với chị á, trời ơi em sáu anh dính được một cái mập.
chứ là chúng bán là dính luôn cá mập. Mà cá là nhìn cái đầu hay ghê chứ bộ. Ừ. Nhìn đầu ấn một. Thế mà cá nhà thấy không? Nếu mà ai mà không biết thì cá này ta nhìn nó thấy ghê như cái mỏ như tàu bay. Có đây cái đầu đó. Đầu đó. Còn bao nhiêu đầu lắm anh ơi, em chặt nghe kia còn mấy đầu nữa vậy ăn đi. Bây giờ ông ăn đầu đi chứ không quán thịt. Đầu lên cho thịt cho tôi. Em ăn đi, ăn đầu thôi. Cái dạng đầu không ẩn ngon rồi đó. Rồi, mời cả nhà ăn trưa đơn giản. Tôi thử trải nghiệm miếng cá. Ừ, đó nè, nghe không? Chị gỡ bỏ lên đây nè. Thôi, mềm ha. Hả? Mềm. Đúng rồi, có thịt nạc nữa vậy rồi mang coi cái như là gà xứ hoa vậy, đúng không? Ngon, ngon, ngon. Ừ. À, để tao lấy cái cọng ngô canh tao bỏ cho mẹ ăn nha. Mẹ ăn cưng cái đó, ngô canh nó cũng như là thịt gà vậy đó. Thưa. Ừ, không có cọng lắm. Rồi. Cái đầu này ngon nhiều quá, để làm khô đó không? Ngon ghê. Đúng rồi. Thì nào mà không cho nhiều nữa. Ví dạo này á, ta ăn á, ta đồ cũng vậy. Cho nên ảnh ít lấy về, ảnh ít ít cho mình á. Nói em có sợ nữa, trời có gì đâu. Không cho em ăn hết trơn à. Vậy nó cũng quan có đi mổ bắt đi cho anh nha. Không, nếu mà Út nó vẫn về bữa nó đi qua tháng này đi, từ từ mổ luôn. Cho Út nó phải làm đi, đi luôn cũng được. Thì nội trong tháng 9 thì đi cũng được. Hết cái này nè, đi lên nhiệm mà Mỹ. Đi, tao đi nữa. Rất mỏ. Nhanh lắm Quang ơi, đi chừng nữa anh về Quang ơi, rẻ lắm. Mất một cái nước là để giá, mất luôn một nước là nước ngon, bố. Chết rồi, đã ừ, mình đã có trứng rồi, đã rồi.
hiếm á. Ờ, không, cả nhà. Đồ ăn cũng ngon mà. Đúng rồi. Em xem cái mang đậu không cả nhà. Có người khóa em được. Biết là cái đậu không có gì mà khóa giận nó đi biết. Cả nhà còn lấy cái con nữa cả nhà. Em nói này nè, đây là chiếc tàu ăn. Dán ăn cho hết cái đồ ăn một lần thôi. Đúng rồi. Chiều là mất ngon hả? Mua để chiều nó ăn một bữa mà nó mới ngon chứ để để em để em cố gắng thật có bỏ cố gắng giúp anh chị nữa đó. Giống như em biết con cá mè không? Thật hết đi. Nếu mà cá mè đâu cũng không ngon rồi. Con cá mè em ăn hai lần ăn nổi. Cá mè ăn lần hoặc cá mè ăn hai bữa bữa sau là hết ngon. Ngộ vậy. Ồ, nước này ngon quá. Có gì bằng xả thơm rất là tuyệt vời. Xả ớt tiêu. Giờ cá ở dưới miền Tây có nhiều lắm. Đúng rồi. Khoáng lại dưới là miền Tây có ra có nước lên nữa. Thừa hiếm bây giờ, quá trời. Ở mà xuất thân cá này ở đâu ta? Không biết đâu. Cá này không biết dục nào mà tự nhiên mà nó quá trình nhiều luôn mà tôi chỉ thấy là ở Đồng Nai là đầy nhiều hơn cá đây. Con cá này tính ra cái hồ gian mình nhỉ. Ừ. Qua nghĩ đi mấy con mà có trứng dĩa đẻ bao nhiêu ngàn con. Đúng rồi. Để sinh sản hoài. Thật sự nó dính cá này là rất lỗi. Ừ. Dính này hư lưới á. Ừ. Mà anh đi dân hơi rồi ấy ta. Dân hả? Ừ. Đấy. Cái mên còn có mẹ nó ký 8 ký 10 ký. Sao khi gửi? Vậy đó hả? Anh có bán ngay cá em mà nó là mình dinh đồ có chứ để mốt con mang lên đặt ẩm trước nhỏ ăn kiếm mấy ký lên ơi cái mình dinh thịnh to không chỉ mua con 700 gram mình ăn tao là con cái chiên cá nó bào tặng cho nó ăn hả ăn xương nhỏ đâu ăn cũng ăn tổ quá là thứ mà đó ra mình ăn thì cũng chán cũng chán rồi gỡ tặng hết cái dinh luôn nên mà mình phá cả mình 700 gram không nếu vậy thì mà chuyện nào mới ấy nặng chị dặn ví dụ cá tầm 700 gram cho anh chừa lại. Ừ. Ừ. Chừ lại cái đầu mặn mình để tủ lạnh. Cá còn nhảy sống luôn Quang. Con cá càng bự càng tốt. Thì đúng rồi. Thì mình ví dụ tôi mua mấy ký là chỉ biết chị dặn là cá to từ lần đó trở lên chừa lại. Còn hai ký. Không có. Không. Cao lắm là con 9 lạng ký rồi thì có nhưng mà hiếm lắm. Có đâu. 7 lạng có, 8 lạng có, 6 lạng có thôi chứ còn ký ngoài 2 ký không có đâu. Đó thì chị chưa gặp có mà dinh nào cỡ. Nhưng mà nếu có cỡ ký 8 lạng cho 7 lạng dưới lên thì lấy chục con vậy. Ừ. Chục con hay chục con vậy. Vậy thì nó là tầm 700 gram trở lên là mới lấy cá bự đó nha. Dạ anh. 700 gram khoảng chỉ mua bằng bàn tay gì rồi ăn được rồi. Cỡ đó là xương bự nó không có xương nhỏ. Anh nói xong rồi có 3 con lên mình dành dành kìa cười. 60 ngàn ký á. Ừ. Khoảng chỉ mua con 7 lạng là bán 60 ngàn đó. Còn có bự nữa thì biết nhiều á. Chứ cá đó là anh bán chỉ 60 rồi đó. Mà ông thật tình đó, ông bán nhiều đó nhưng mà tính ra cá trên miền Đông là nó đâu có mắc không? Rẻ. Nhưng mà cái bây giờ có một dinh nó hiếm lắm. Sao mà tự nhiên nó không có cái này dinh. Cá này nhỏ thì 30-40. Nhỏ xương á, chị không thích thật là nó giữa ông nội ông lên giữa con cá cá mè 9 ký rưỡi. Là gì mua nhiêu? 40 ngàn ký à. 40-45 ngàn giờ. Mày mua vậy mày không nói với chị. Tao mua cho mày có 30 cá 12 ký. Anh biết đâu giận không? Cái chị bán nó chợ lắm. Đúng rồi anh. Nó bán cho nó có lợi. Nó cần đi bán lẻ. Mày muốn mua gì mà nói chị đặt này giận không? Ông Liêm mới chẩn vô cưng. Trời ơi, ổng cân nhau, có cân vậy là 25 ngàn ký hả? Dễ hả? Ừ, con 12 ký thì bán 300 ngàn, bao nhiêu có 25 không? Trời ơi. Để được mới. Cũng như mình đi đám tiệc rồi gì, ăn nhiều thì mua con to vậy chứ ở nhà mình có hai người mà ăn cái nào mà mua con cá đó đúng không? Mua cá đó ăn đâu ngon, để ăn biết gì nào không? Con không biết gì, chặt chưa á. Ừ. Người ăn ít chứ ăn không hết đâu, ăn không. Rồi. Quá. Một xương cũng mới mua con á. Cho người quanh quanh con bữa đó nấu lẩu, nấu lộ, làm quá tiền luôn mà ăn thêm hết. Rồi bữa đó anh ăn là nhớ là ám ảnh. Muốn ăn không tiếc thì hết. Béo quá béo, ăn không nổi. Xong rồi ăn gì nữa? Mình gỡ mình ăn không, bữa đó đi.
quá trình cả nhà. Sáng nay hầm trời nước đã ngon nha, hầm 4 con 7 con chứ 7 con. Đúng rồi, 4 con hầm 4 con với 3 cái đầu, người ta cho 7 con mà mần hết 2 con lọc vỏ để mà muối. Con thấy cá mà cá ngon quá trời, ngon quá cho mình quan chim lai nhiều nhiều chút nha cả nhà. Mấy mốt ông bà cô bác anh chị em nè, có cái là kiến làm giống như mình gì ăn ngon lắm á, không có tanh hôi nha. Nhưng mà mình mổ bụng nó ra, mình mang bông tay á, người ta giải mình kỳ cho nó cho sạch sẽ luôn. Cái bụng nó hơi đen, mình phải kỳ cho sạch sẽ, cái lòng nó mang tanh không hôi. Mình rửa là cho sạch mấy nước, mình bắt nước lên mình bỏ sả đứt nồi mình hầm vậy mình nêm nha nha. Dạ vậy ăn thua cái mình đi mình mặn lạc thì đó mình đi. Là nó ăn cay được không? Cho ớt nhiều lắm nữa. Mà cay quá trời, nước sao hút cho nổi sặc chết. Chỉ 4-5 trái ớt rồi đó. Anh thì ăn cay được lắm. Em dám ớt với mà dầm. Anh bây giờ không có cay được. Bác sĩ cũng cho ăn cay. Hết với ớt cũng nè. Ớt hiểm trắng ra ngoài đó. Cay trắng đi. Đó, thì làm gặm hết con đi, tao đỡ rồi nè. Ừ, ngon lắm mà. Mày bỏ ngay ăn nãy thời. Nãy cứ ăn đi nhờ, hả? Thấy ngon. Đúng rồi, cá chơi, cá chơi cũng ngon, cá này cũng ngon. Cá nào cũng ngon. Hôm qua thích ăn cá chơi. Không có, có người về, có người bình luận. Tôi kho, hôm qua thích ăn dạ, gã thấy chậm cái chơi, cái chả cái chơi này là có, ăn. Có người bình luận với chị Tiền làm ăn ngon. Tuyệt vời đấy, Tiền làm ăn tuyệt vời đấy. Chào nào, chiến đấu rồi, chiến đấu rồi, tới hơi thở cuối cùng luôn nè. Cuối cùng mà còn giờ chậm không còn đầu nữa. Xương dĩa xương này tải nãy giờ là phải 3 dĩa tải. Tải 3 dĩa xương đi bỏ rồi đó. Ăn cái này thì bỏ vỏ bỏ xương dữ lắm cả nhà. Nó chỉ có ăn chính giữa thôi, chứ trong cái vỏ xương thì bỏ rồi. Là kết thúc đi, no rồi. Rồi, tạm biệt cả nhà đây nè, hai chồng trẻ. Hello, chào cả nhà nha. Cảm ơn chị nha. Chưa vui vẻ. Rồi, ai mua hàng thì liên hệ với em nha cả nhà. Bà xã em cũng đang bán. Cả nhà có cần thì liên hệ với bà xã em nha.